Chưa? Có quà nè. Quà. Quà đâu? Quà nè. Quà của nơi nè Kid đến từ Therlley Slime. Đây. Còn ghi chữ mở ở đây nữa, ok. Tully Slam vậy là chắc chắn là sẽ có một cái hộp xì lam. Chắc chắn là sẽ có slime thôi. Wow, rất là nhiều thứ, rất là đẹp luôn các bạn. Trong đây có một cái miếng, mút hả? Cái này Nhi thấy mấy bạn thường dùng nó làm mấy cái miếng ở trong slime á, nhưng mà Nhi cũng không biết để làm gì thì Nhi sẽ tìm hiểu sau. Rất là đã tay. Có một miếng màu hường nữa nè. Trang trí rất là đẹp luôn. Mùi thơm quá, Nhi ghiền hai mùi này quá. Một cái hạt mút, hình trái tim và hình chữ S này kia rất là hot ở trên Instagram gần đây. Cái này là để làm slime trà sữa nè mọi người. Slime mà kiểu cái này người ta hay kêu là trong cái slime trà sữa nó là thạch đó. Có hai gói tuyết bông bạc. Đây. Đó, để làm slime mây. Có mấy cái mà kiểu charm á mọi người, có rất là nhiều charm. Có một cái chuối, có một cái squishy mini. Đó, rất là nhiều charm luôn, và charm rất là đẹp. Này là cái gì ta? Cái hạt này hình như biết là để vô slime á. Cái này cũng là một cái nguyên liệu làm slime luôn. Rất là lấp lánh. Wow, đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Hãy mở tôi ra. Trời mẹ ơi, hãy mở tôi ra. From Tully Slam. Xin chào Nhi, em là Tully Slam. Tully á má, Tully. Em đã xem video của Nhi từ rất lâu, rất hâm mộ Nhi nên em rất muốn tặng quà cho Nhi và hôm nay em đã có cơ hội ấy. Mong Nhi sẽ nhận được món quà này của em. Những thứ trong hộp quà là một sữa tươi trân châu đường đen, là slime shop đen. Chắc là cái này, rồi một kẹo dẻo gấu chảy là slime bóng với lại cốm. Một giấc mơ ngọt ngào, một cái vụn bánh quế. Và nguyên liệu làm slime là mút, xốp, tuyết. Cảm ơn Kid đã nhận quà của em. Đây. Rồi cái này là cục xì lam. Chắc cái này là sữa tươi trân châu nè. Có cái này có charm nữa. Cái này là kẹo dẻo gấu chảy. Cái này, đây sữa tươi trân châu đường đen đây. Rất là nhiều luôn. Giấc mơ ngọt ngào, Cái này chắc là cloud. Và rất là nhiều cái khác. Có một viên kẹo nữa. Đó. Nhi rất là thích mấy cái này tại vì nó không có vụn vỡ và rớt như xốp. Tại vì mình muốn xốp á thì nó cũng đẹp thiệt, nhưng mà có một cái là mỗi lần mà bỏ quà xong bà dọn thấy bà luôn. Bây giờ Nhi sẽ chơi thử cái vụn bánh quế trước nha. Chỉ có cái này không có charm thôi. Cái này với giấc mơ ngọt ngào không có charm. Gói rất là kỹ. Đây. Tully Slime. Mùi rất là thơm luôn. Cái này là một butter hả? Đúng rồi. Vậy là cái vụn bánh quế là một cái butter. Tên đẹp quá. Có những cái cốm ở trong đây nữa. Có những cái cốm nhỏ trong đây. Thích cái mùi của slime này ghê luôn á, rất là thơm luôn. Ok. Cái này là basic thì phải. Có một cái charm ở đây. Charm gummy bear hả? Gummy bear. Ở dưới thì có những cái cốm là của cái donut đó mọi người. Giống kẹo cốm á. Cái này giống như mùi của cái slime này. Hai cái slime này cùng mùi. Có mấy cái hạt cốm này vào đã ghê á. Cũng không dính lắm. Đẹp quá vậy. Kéo rất là đã luôn, không có bị dai như slime của Nhi làm. Ok, bây giờ sẽ là hũ slime tiếp theo. Cái sữa tươi trân châu đường đen đi ha. Dạo này Nhi hơi bị ghiền món này cho nên nghe cái tên thì cũng thấy háo hức, rất là háo hức. Đây, có những cái hạt mút màu đen, chân trâu tường đen. Ở dưới này là một cái basic trắng, basic slime màu trắng. Ở trên này là rất nhiều hạt xốp màu đen. Đó, các bạn nhìn đi rất là mịn, chưa. Đây, rất là mịn luôn. Ít trân châu quá, nếu như mà đây là một cái ly mà trân châu tường đen thật là sẽ người bán sẽ bị tôi chửi ngay lập tức. Ít trân châu quá. Cái slime mà nó không có mùi, nó không có mùi mới chế. Thử tới lần thứ hai là sẽ biết nó là mùi keo sữa. Cho nên là cái sữa tươi chân trâu tường đen này á, là Therlley Slime làm ơn cho tí mùi vào giùm Nhi nha. Cho mùi sô-cô-la vô cũng được, mà kiểu nó không liên quan gì mấy với cái tên của slime này. Mùi của cái này cực kỳ thơm luôn. Đây có nhiều hạt cốm ngôi sao ở đây, nhìn kiểu mơ mộng sánh súa quá ha. Wow, Nhi rất là thích và cực kỳ thích slime này bởi vì nó chơi rất là dễ, mà chơi rất là êm, mà lại lâu hơn nữa, có thể để rất là lâu luôn. Rất là tơi luôn nè. Nhi không có biết cái cách mà kéo để cho nó rớt từ trên xuống thì sao. Và ok, Nhi cũng đã hoàn thành xong cái video mà mở một cái gói quà từ Therlley Slime. Và cảm ơn bạn đã tặng quà cho Nhi nha. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để ngày mai sẽ có nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye.